Xin chào tất cả các anh chị. Như hôm trước Nga có nói với các anh chị là một cái bài nói trước của Nga đã nói về cái cách xếp hàng của hãng hàng không Southwest. Thì lúc đó Nga nói các anh chị chưa có thể hình dung, bữa nay thì Nga muốn giải thích cho nó rõ ràng hơn một chút để tránh tình trạng mà một số người Việt của mình khi đi du lịch mà tự túc. Thì các anh chị qua đến đây, các anh chị nếu mà đi hãng Southwest á thì sẽ gặp những cái trục trặc, là có nghĩa mình sẽ xa lạ. Tại hầu như các hãng hàng không mình sẽ thấy trên cái vé nó có sẽ có cái chỗ ngồi ở trên cái vé, nhưng đối với Southwest thì họ không có chỗ ngồi mà họ sẽ xếp cái vé theo cái dạng giống như các anh chị sẽ thấy là group và cái position của group. Việc group thì nó sẽ group A, group B, group C, group D, và mình sẽ cách xếp hàng như thế nào và ra làm sao thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Và đặc biệt Nga cũng xin nói lại là ở những lần trước là Southwest đó, người ta đi những cái chặng đường rất là, có nghĩa là mình với cái vé máy bay mà mình mua của Southwest thì mình sẽ được free 2 kiện hành lý, là mỗi cái là 23 kg, mình được 2 kiện 23 kg và một cái carry on, một cái bag bạc nhỏ để mình kéo vô. Còn đối với mình mà gửi một cái kiện thứ ba thì các anh chị và các bạn sẽ phải trả thêm một cái số phí là khoảng tầm 70 đô. Thì bây giờ đầu tiên Nga sẽ tường thuật cho các anh chị biết nha. Cái group có nghĩa là khi các anh chị vô trong ve trong máy bay để vô chỗ ngồi thì người ta sẽ xếp hàng theo group. Và bây giờ Nga xin chiếu và Nga sẽ nói cho các anh chị và các bạn sẽ thấy rõ hơn. Rồi, như các anh chị và các bạn thấy là hồi nãy Nga nói là Nga đi ở cổng 17A. Các anh chị thấy 17A đằng kia ha. Đó là cái cổng của hãng Southwest. Người ta lát hồi sẽ khởi hành từ Los sang, ví dụ nha, từ Los sang bên Houston, Texas. Thì những người ta khách hàng, người ta đi giống như dạng giống như đi xe bus mình, người ta bay từ đây ta cần qua Los thì người ta từ Los ta sẽ qua Houston đó, thì người ta sẽ đi trong chuyến này của với anh em mình. Nhưng mà mình thì sẽ có chuyến chuyển tế tiếp, sẽ đi từ bên Houston sang bên Dallas. Chuyển từ bên Houston sẽ đi qua bên DCA. Từ đó nó cũng có một chuyến, do đó là họ thiết kế cho mình là một cái chuyến bao gồm những combo như thế. Và Nga nói luôn, khi mà vô thì mình sẽ đi theo group. Có nghĩa là khi các anh chị vô bắt đầu thì cái người mà ở ngay cái quầy counter này nè, họ sẽ chỉ cho các anh chị và các bạn, họ sẽ kêu là mình sẽ vô group nào, group A, group B, group C, group D. Ví dụ như group A thì các anh chị sẽ xếp theo vị trí ở những cái số này. Đây là cái bảng thông báo khi các anh chị vô xếp hàng, các anh chị sẽ để ý theo cái group của mình đấy, A, B, C, D. Thí dụ như group A của mình từ số 1 cho đến số 30, group B, group C, group D thì cái dọc nó theo chiều dài. Và mình sẽ xếp như thế và mình sẽ đi lên. Đó, Nga quay cho các anh chị xem. Đầu tiên các anh chị sẽ để ý đây, đó là group B. Thì mình sẽ vô đúng group và mình sẽ chọn position của mình là vị trí là số 21. Thì các anh chị sẽ thấy cái cột có số 21 thì các anh chị sẽ vô trong đó và đứng theo thứ tự. Ví dụ từ số 1 cho đến số 30 mấy luôn, theo thứ tự, và mình sẽ chờ đó và vô. Và họ đấy, họ sẽ chia bên trái và bên phải. Thì bên trái là cái group từ số 1 đến số 30 và bên phải từ 31 cho đến 60. Và mình chờ đó và mình vô thôi. Đó, mình chờ đến khi mà gọi cái group nào thì mình vô đúng vị trí số hàng của mình. Cứ như thế mà vô phía trong. Đó, ví dụ người đấy số 21 thì người đó phải đứng giữa số 20 và số 22. Và khi vô thì mình sẽ được chọn, thí dụ các anh chị số 21 thì các anh chị sẽ được chọn quyền ưu tiên trước so với số 22. Each item counts, a small purse, a fanny pack, everything we need to, there needs to be only two items boarding the aircraft with you too. So just to make sure we don't have any issues when you reach the podium, please make sure that you go ahead and consolidate down to those two items. Và Nga cũng xin tiếp tục kể cho các anh chị nghe và như thế này về cái hành trình của Nga. Thì như cái đoạn video clip trước kia, Nga có trao đổi với các anh chị rằng Nga có chia sẻ là khi mà Nga book cái vé máy bay đối với
hành trình mà từ Los sang DCA, có nghĩa là các anh chị vé mất book vé local, thì các anh chị Nga cũng trở lại nói là đối với hãng Southwest đó, họ được cả là cái cấp mà họ làm việc và họ cho mình hai kiện rất là ok. Và khi các anh chị đã book rồi, các anh chị cũng có thể đổi lại được cái vé của mình, không bị mất một cái khoản phí nào hết. Đặc biệt đó, tại vì những cái lần trước khi mà Nga đi những cái hãng giống như của Việt Nam mình, giống như Vietjet hay là Jetstar, khi mà mình đổi chặng đổi chuyến mình sẽ bị mất cái khoản tiền và mình bị những cái khoản tiền phạt nữa, và mình đổi qua một cái hành trình khác. Nhưng đối với Southwest là được một cái là, ví dụ như các anh chị Nga không biết trước, chính bản thân Nga đã bỏ ra một cái số tiền là mua một lượt thôi, là đi từ Los sang DCA, Nga bỏ đến 218 đồng để mua. Nhưng sau đó cái hành trình của mình đã có sự thay đổi và Nga tưởng đâu là Nga bị mất cái khoản tiền đó. Và Nga, khi mà Nga không biết làm sao thì các anh chị click lên trên mạng và các anh chị vô Messenger dễ dàng. Tại vì từ Việt Nam mình, nếu mình book online mà book qua đó thì mà mình gọi vậy thì tiền cước phí điện thoại nó rất là mắc. Các anh chị cứ lên Messenger, các anh chị đánh là Southwest Airlines là sẽ hiển thị ra cái trang fanpage và sẽ có người trả lời cho các anh chị và họ hướng dẫn rất là kỹ. Nga ví dụ như hôm đó Nga đã đánh và Nga đổi thì trò chuyện qua lại họ hướng dẫn mình, có nghĩa là mình mua với cái giá 215, 17, 18 đồng chứ, và sau đó thì họ quàn lại cho mình một cái khoản phí là bằng 218 đồng, và sau đó các dùng cái số tiền này để anh chị bắt bút các chặng thay đổi của mình và họ bù lại. Ví dụ như Nga ví dụ như các anh chị bút chặng kia nó thấp giá hơn, thí dụ chỉ có là 130 mấy đồng thôi thì các anh chị sẽ còn dư được một mấy chục đồng đó, thì cái mười mấy chục đồng đó sẽ được lưu trong khoản tài khoản của mình. Nhưng cái tài khoản đó phải sử dụng không được quá một năm, vì họ chỉ cho mình giữ trong tài khoản đó trong thời gian một năm thôi, còn quá một năm kể như là mình sẽ bị mất. Do đó thì các anh chị sẽ suy nghĩ kỹ để mà các anh chị chọn cái hành trình, vì họ không có họ chỉ refund bằng cách là trả tiền vào tài khoản. Còn trường hợp mà các anh chị muốn refund hoàn toàn, có nghĩa hoàn tiền á, bằng tiền mặt của mình á, thì các anh chị sẽ phải mua với giá vé rất cao. Còn cái vé của Nga mua là vé wannabe thì mình được cái khoản là refund bằng cách refund cái số tiền trong tài khoản, và mình thấy nó tiện cho mình. Và hôm đó Nga chỉ book có một chặng thôi, và khi mà Nga mua cái round trip thì tất nhiên mình phải bù cái khoản tiền đó nữa. Và đặc biệt là Nga cũng xin nói các anh chị và các bạn, nếu như các anh chị và các bạn không có người thân ở nước ngoài thì các anh chị và các bạn phải dùng cái MasterCard hoặc Visa Card hoặc là Credit, nói tóm lại tất cả thẻ mà thanh toán quốc tế American Express, Master, Visa đều là ok hết. Nhưng nếu các anh chị và các bạn có người thân tại bên Mỹ thì các anh chị và các bạn hãy nhờ người thân book. Tại vì sao? Tại vì mình sẽ không có bị cái khoản mà chênh lệch phí rất nhiều. Nhưng nếu như mình có tiền thì ok, chả có gì sao hết cả ha, mình sẽ không phải sợ gì hết, cứ gì thẳng thừng. Còn hành trình các anh chị đi du lịch tự túc thì cứ việc, miễn là mình có visa và mình có tài chính thì mình sẽ được đi. Còn nếu như mình đi các chuyến tưởng thưởng, những cái chuyến của công ty thưởng cho mình, khi mình đạt được một cái gì đó của công ty đưa ra thì điều đó điều rất là mình rất là thích. Vì trong đám bạn của Nga đã có 5 người đã được cái chuyến đó. Mình thì mình chưa được cái chuyến, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nhưng ở đây Nga muốn chia sẻ các anh chị là đối với Southwest, nếu các anh chị chọn để đi du lịch gọi là tự túc thì Nga nghĩ nó là một trong những cái hãng tốt. Và vì đặc biệt là đi vừa du lịch tự túc mà vừa có thể đi thăm người thân, hoặc các anh chị muốn đi đâu mà mua quà mua gì thì các anh chị đâu sao, các anh chị chỉ dùng cái kiện hành lý đó tùy theo mục đích của chuyến đi mà mình sẽ chọn hãng hàng không. Nhưng ở hãng này thì Nga nói là họ sẽ có thể, giống như ví dụ như lộ trình các anh chị đi có thay đổi thì các anh chị sẽ không bị mất tiền. Đây là một số điều mà Nga nhận thấy và tùy theo tình hình của các anh chị và các anh chị chọn. Và Nga xin cũng chia sẻ bấy điều cho các anh chị và các bạn. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái việc Nga chia sẻ về Southwest. Và nếu như các anh chị
và các bạn có plan đi tự túc thì các anh chị và các bạn cũng nên một kế hoạch rõ ràng cụ thể để mình thực hiện cái chuyến đi của mình. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nha. Và Nga chờ ở đây. À, Nga cũng xin bật mí là đối với ở bên Mỹ hoặc là các nước ở trong khu vực Đông Nam Á của mình, khi mình check-in á, thì mình trước 3 tiếng là mình được check-in rồi. Thì Nga vẫn thích là sau khi check-in rồi Nga sẽ vô phía trong. Tại vì vô phía trong á, thứ nhất là an toàn, thứ hai là mình có thể coi, tham quan và mua sắm mọi thứ. Và Nga cũng có thể sẽ cho các anh chị xem một số hình ảnh của các chuyến bay của hãng Southwest là cất cánh hạ cánh. Tại vì đặc biệt ở phi trường của Lot là hồi nãy Nga có nói với anh chị và bạn, nó thiết kế theo hình dạng hình chữ U. Và khi cái khi trường quốc tế thì nó sẽ nằm chính giữa, còn hai bên sẽ là hai cái nhánh của các terminal. Thì các anh chị và các bạn sẽ đi terminal nào sẽ vô terminal đó, và mỗi một terminal sẽ đặc trưng của một hãng máy bay, người ta sẽ tập trung tại đó. Và Nga sẽ thí dụ như anh chị đi Southwest, chạy Southwest United thì ở United Airlines sẽ có một khoản riêng, và khu đó là khu vực của chỉ của một hãng đó thôi. Và các anh chị sẽ thấy nhiều cái chuyến bay của hãng đó. Và Nga sẽ cho các anh chị xem hình. Và cảm ơn các anh chị nha. Và mời các anh chị theo dõi.